Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10 tháng 9 năm 2024. Sáng nay 9 tháng 9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi kể từ khi ông lên nắm quyền từ năm 2015. Chuyến thăm giúp lãnh đạo hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời đưa quan hệ song phương phát triển một cách thực chất và có chiều sâu. Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai nước thiết lập quan hệ ngày 25 tháng 6 năm 1975, đúng ngày Mozambique tuyên bố độc lập. Trong lịch sử, hai nước đã ủng hộ nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hình ảnh Việt Nam, Hồ Chí Minh, chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã in đậm và hiện hữu trong tình cảm của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Mozambique. Tại thành phố Maputo của Mozambique có đại lộ Hồ Chí Minh do Tổng thống đầu tiên của nước Mozambique độc lập Samora Moisés Machel đặt tên vào năm 1977 để vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Trong suốt những năm qua, quan hệ chính trị ngoại giao truyền thống, hữu nghị được phát triển tốt đẹp, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao, trao đổi đoàn các cấp của lãnh đạo hai nước. Hai nước đã ký nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, khoa học công nghệ, viễn thông, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, an ninh quốc phòng, tài chính, ngân hàng, hợp tác cấp tỉnh, tạo điều kiện cho các bộ ngành mở rộng hợp tác. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique cầm quyền có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, là nền tảng chính trị vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước cũng luôn được củng cố và phát triển tích cực, góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai nước tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Trong những năm qua, hợp tác kinh tế trao đổi thương mại giữa Việt Nam, Mozambique luôn được duy trì. Năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đạt 157,18 triệu đô la Mỹ. Năm 2021 đạt 150 triệu đô la Mỹ. Năm 2022 đạt trên 177 triệu đô la Mỹ và năm 2023 đạt 546,4 triệu đô la Mỹ. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu mặt hàng gạo, phân bón, hàng hóa đa dạng và nhập khẩu chủ yếu là than các loại và hạt điều. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, Việt Nam và Mozambique đang tiếp tục củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2025. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi có cuộc gặp hẹp và sau đó dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.